Em chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người đang xem video của em. Hôm nay thì em vừa sắm được một cái mảnh mới để quay cái video này cho nó có phần sinh động hơn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian vừa qua. Hôm nay em lại tiếp tục quay clip về một cái cây khá là nổi tiếng và được khá là nhiều người biết đến. Đó chính là cây phi điệp, cũng có từ lâu rồi, ngày xưa nguồn gốc của anh Vượng, anh ấy sưu tầm về. Nhưng mà anh ấy mua được ở đâu ấy, ngày đấy nụ tím rất là đẹp, rất là ít. Năm 2013, 2014 thì là anh ấy có sưu tầm được một cái cây tím này. Và cây tím này thì nó hồi đấy là ít người chơi phi điệp, nên là sưu tầm những cây tím mà đậm mà đẹp như này thì rất là ít. Nhưng cây này thì là nó ổn định theo hàng năm, thì năm nào nó cũng là nở rất là tím, hoa tím đậm và rất là đẹp. Thì cây này thì gọi là tím của tên của chủ cây luôn, anh là anh Vượng, biệt danh ở Vượng Ghẻ, là như cái, nhà ở Lĩnh Nam, Hà Nội. Nhưng mà thì bây giờ cái cây này thì được sưu tầm rất là nhiều người có và được rất là nhiều người trồng rất là tốt. Cây này thì nó cũng thành tên thương hiệu. Nhưng mà một cái để mà nói về cây này ấy, thì là mọi người về sau đây thì gọi là theo nguồn gốc rồi. Bởi vì tím Vượng Ghẻ thì nghe không hay lắm, nên là mọi người gọi là cây tím Yên Tử, phi điệp tím Yên Tử. Cây này thì màu ngoài thì nó rất là đậm và rất là đẹp. Thân lá rất là to, vùng miền Bắc. Thân lá như ngón tay. Nó dạng như, nó cũng giống như vùng Hòa Bình hoặc là những vùng Cao Bằng, Tuyên Quang, giống nhau vùng Bắc. Và nó xiên hoa. Thì thân lá thì em hay là hoa thì em cũng sẽ nói đầy đủ hết. Vừa rồi thì em cũng nói sơ qua về là nguồn gốc của cái cây này nó như thế. Thì bây giờ thì em sẽ đi đến chi tiết của cây, của hoa, của thân, của lá, của nhìn chung là đầy đủ về cái cây này để mọi người có thể xem và mọi người có thể biết được rằng là những cái bông hoa nào khi mà tại sao phải chụp ấy. Khi mà chụp một bông ấy, thì mọi người gần như không thể nhìn ra được đấy là cây nào cả, bởi vì khi mà nhìn một bông ấy, thì nó hơi khó. Cũng có thể là sẽ là do về cái vấn đề là người ta uốn nắn cánh rồi chỉnh sửa cánh thì cái bông hoa sẽ nhìn nó sẽ khó hơn. Nhưng đây thì là có video đây thì các anh chị là cũng có thể nhìn thấy được là cái bông hoa của nó không phải chỉ một bông, nó như thế này, mà bông nào nó cũng thế. Cái này nó dạng cánh bầu rất là đẹp, lưỡi to, bông hoa rất là đậm và rất đẹp. Cái này nó xiên hoa, một mắt của nó cũng phải 2-3 hoa, có những cái mắt một hoa thôi nhưng mà nó cũng có nhiều mắt, nhiều hoa, nhưng mà đều đa phần nó đều là cái tím đậm và rất đẹp. Bông hoa tím đậm rất đẹp. Thì nó không phải chỉ phụ thuộc vào vấn đề là nuôi trồng nữa, mà cây này thì nó như kiểu là có gen rồi ấy, nên là nó nở khá là ổn định. Còn một số cây tím mà nó mới sổ được 1 năm, 2 năm ấy thì là phải cân nhắc. Bởi vì cây tím mà để mà nó ổn định màu ấy thì sẽ rất là khó và rất là ít cây ổn định. Thì một số cây thì là ổn định theo kiểu là một nhà một môi trường ấy. Nhưng còn một số cây là nó phải được đưa ra nhiều nơi, nhiều người biết đến thì người ta mới công nhận nó là cây ổn định. Chứ thực ra đâu phải cây nào cũng là cây ổn định đâu. Ổn định về màu tím đậm nó rất là khó. Thì em cũng xin nói sơ qua một chút về cái thân lá của cây này. Thì thân lá của cây này thì bây giờ thì em sẽ quay. Đây là cái cây thân lá của nó. Đây, nhìn thấy cái thân bên này là dễ nhìn này. Đấy. Em nói sẽ nói về phần cây, thân lá trước. Thân lá thì đây, anh chị có thể nhìn thấy đấy ạ. Thân lá này của cây này nó là dạng cây miền Bắc. Vùng miền Bắc thân rất to, như trầm. Rất to, thân như ngón tay. Cây này thì nếu mà tính phi thì phải tính phi 15, 16 gì đấy. Hoặc là 12, 13, tùy người nuôi trồng. Cũng có thể phi 10 thôi, tùy. Lá thân của nó thì là thân
thân non là có khớp tím đây anh chị, khớp tím và thân tím, chấm tím rất là nhiều. Các anh chị nhìn đây là để đi chi tiết nhá, chi tiết để nhớ để đi mua cây không bị nhầm ấy. Thân lá nó cổ chấm tím nhiều này, đốt nó khá là to và dài. Thì đấy là mầm tơ, đốt dài khoảng tầm 3 cm thì sẽ có một lá, 2 đến 3 cm có một lá, tùy vào mình nuôi trồng ấy. Nhưng đa phần là nó sẽ dài bởi vì nó là gen rồi. Còn thân nó to hay không ấy thì là ở trên nó mới to, chứ còn phần gốc này đa phần nó như này. Còn lên trên đỉnh ngọn thì nó chỉ có nghe đến cuối mùa ấy, tầm từ tháng 8, mầm từ tháng 8 đến tháng 10 ấy, tháng 11 ấy, thì nó chỉ ngắn thôi, chứ không dài như này. Mầm ở gần gốc bây giờ nó dài hơn. À, cái đốt ở gần gốc ấy nó sẽ dài hơn. Thì có chấm tím nhá, chấm tím này, thân to từ 0,5 đến 1,5 cm, có nghĩa là 5 mm đến 15 mm ấy. Đấy, còn cái lá của nó, thân nó khớp chấm tím nhiều này, có khớp tím này. Lá cây này thì nó hơi màu xanh vàng, bởi vì cây này nó nuôi hơi nhiều nắng, nếu nuôi ít nắng thì nó mát hơn. Cây này nó hơi xanh vàng. Cái lá, bản lá của nó to khoảng từ 2,5 đến 3,5 cm, thường là như thế. Còn những cái cây kẹ bé bé đương nhiên lá sẽ nhỏ hơn, đúng không ạ? Lá nó vẫn có gần nhá, sọc. Đấy, các bác nhìn thấy không? Lá nó hơi sọc một tí, dạng lá hơi vặn nhá, hơi vặn vỏ đỗ. Mép lá đây này, mép lá đây này, hơi vặn. Đấy, lá dạng cánh cung, lá cánh cung. Đấy, cây này là cây rất khỏe. Đấy, nói về thân lá, bộ rễ thì cây nào cũng như nhau, nó dòng hoàng thảo mà. Hoàng thảo thì cây nào cũng như nhau, đúng không ạ? Thì bây giờ thì em nói về đến cái thời điểm ra hoa của cái cây này. Cái thời điểm ra hoa của cái cây này ấy, thì nó sẽ rơi vào như bây giờ em đang quay. Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Thì cây này nó đang nở. Thì một số cây ấy thì cũng sẽ có thể nở vào đầu tháng 6. Có những cây sẽ nở cuối tháng 6. Đấy là do mình nuôi trồng những nhà nhiều nắng ít nắng, nhà cho ăn nhiều phân ít ăn phân. Thì khi mà mình cho ăn phân nhiều ấy thì cây nó khỏe hơn, nó xanh hơn ấy, thì nó sẽ lâu rụng lá hơn và nó sẽ khả năng ra hoa thì nó sẽ muộn hơn. Còn những cái cây mà nó khô cằn thì nó sẽ ra hoa sớm hơn. Nhưng thường cái độ xê dịch của nó sẽ là 1 tháng. 1 tháng để xê dịch về cái độ nở hoa của nó. Còn nếu cây của anh chị mà không hoa ấy, thì là nó sẽ không hoa luôn, hoặc là sẽ ra nhiều ki, hoặc là sẽ nở muộn hơn một chút. Thì đấy là phụ thuộc vào nhà mình nhiều sáng ít sáng ấy, hoặc là nhiều cho ăn nhiều phân hay là cho ăn ít phân, thì nó cũng xem thôi, chứ nó không sự chênh lệch quá nhiều. Đấy, thì cây này là nó nở vào tháng 6, gọi là cây tím vợ ghẻ, hoặc cây tím tây yên tử ấy, tây tím yên tử. Đấy, thì nó chỉ có 2 tên đấy là chuẩn thôi. Cây này thì nó cũng rất là nổi tiếng từ rất lâu rồi. Một tay hoa của nó sẽ chiếm 1/3 của cái thân hoa đấy, có thể là sẽ chiếm 50, một nửa, 1/2 cái thân chiều dài thân. Nhưng mà có cái có nghĩa là từ 30-50% chiều dài của thân. Thì cây của anh chị mà nuôi càng to thì đương nhiên là nó sẽ càng nhiều hoa, đúng không ạ? Còn cây của anh chị ngắn thì nó cũng sẽ ra hoa thôi. Bởi vì ngày trước là như em nhớ là cách đây khoảng tầm 3-4 năm ấy. Bây giờ là năm 2019 rồi mà. Phải năm 2016, à 2014, 2015 ấy. Em thấy cái này nó tầm độ 3-40 cm là nó đã nở hoa rồi. Chứng tỏ là cây này nó rất là dễ hoa. Thế nên là nó cũng không khó để nuôi ra hoa đâu. Nó sẽ dễ thôi. Thì anh chị có thể nhìn những cái bông hoa tím, rất là tím. Rất là tím. Nhưng đây về cơ bản là em cũng chưa có thời gian để điều chỉnh nó. Nếu như có thời gian điều chỉnh từ đầu ấy thì ba thân này mà thì ấy thì nó sẽ rất đẹp hơn, dáng sẽ rất là đẹp. Nhưng đây thì về cơ bản thì đây là cái bông hoa của nó. Cơ bản thì em cũng thể nói sơ qua thế này thôi, là cái cây này nó chiếm 20-30-50% chiều dài của thân. Còn hoa của nó ấy, thì nó bông sẽ rất là tím đậm, tím rất đậm, có thể là đậm hơn trên video luôn. Trên ảnh thì không nói nhá, trên ảnh thì nhìn chung có thể sẽ đậm hơn đấy, bởi vì trên ảnh nhiều khi là mình tác động,
Nhưng mà chắc là em sẽ không tác động đâu, bởi vì cái này nó cái tím. Em không tác động nó để làm gì cả. Em sẽ để màu của nó thật chụp bằng điện thoại iPhone thôi thì nó cũng sẽ dễ. Cái này là cái lưỡi tròn vai ngang, cánh bầu màu tím đậm, rất là đẹp. Cái này đây là nếu mà để mà phân tích theo chiều hướng một bông đây này, anh chị có thể nhìn thấy này. Nó là một cây tím rất là đẹp. Nhưng đây em quay bằng điện thoại nên là có thể là không thể diễn tả hết được cái độ đẹp của nó và màu sắc của nó. Thì có gì thì anh chị có thể là ra cửa hàng em xem trực tiếp trong ngày 1, ngày 2, hoặc là xem vào những cái dịp mà nó có lễ hội ấy, người ta mang đến những cái cây tím này. Thì nó là một trong những cây tím cũng rất là ưng ý. Em thấy rất là đẹp và màu tím rất là bền, nó cũng ổn định trong nhiều năm. Nhiều năm thì người ta vẫn gọi là cây tím yên tử hoặc cái tím vợ ghẻ ấy. Bởi vì cây này nó đậm mà nó đậm và nó có những cái tố chất để bền màu, nó không bị phai màu theo từng năm. Đây là hôm nay em giới thiệu về cái cây phi điệp tím yên tử, tím vợ ghẻ, nó là như vậy. Thì cảm ơn anh chị đã xem video của em, và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau và những cái cây khác, như những cây nào thật đẹp hoặc những cái cây nào thật lạ, em sẽ quay video khi nhà em có hoa để gửi đến anh chị. Mong anh chị cùng thưởng lãm, và khi mà anh chị đi mua cây có thích mà đi mua ấy thì có thể mua bên em hoặc mua bên khác cũng được. Thì quan trọng là anh chị có thể nhìn cái thân lá và những cái video của em, anh chị mở lên anh chị có thể nhìn thấy là cái cây này nó có những sắc tố này, lá nó màu này này. Chứ bây giờ mà anh chị đi ra ngoài chợ hoặc đi đến nhà ấy mà mua cái tím vợ ghẻ này mà thân lá nó trắng hoặc nó xanh ấy, hoặc là nó gì đấy thì chắc chắn là không đúng ạ. Bởi vì đây là hoa của nhà em, đây là em quay thân lá đây, em quay cả hoa cả thân lá thì chắc chắn là không thể nhầm được. Nhưng có nghĩa là em chủ yếu là sản xuất video để cho mọi người cùng ngắm và cùng xem, cùng biết những cái cây này, để mọi người đi có đi sưu tầm ấy, thì không bị nhầm sang những cây khác, sưu tầm đúng những cái cây mà mình mong muốn từ thân lá đến hoa. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Cảm ơn anh chị. Xin chào.